vĩnh biệt ca nương Tú Thanh, bông sen trắng dân đời. Đám tang ca nương Tú Thanh ngày 3 tháng 7 không có cha mẹ bên cạnh lo toan, vắng chị gái vì đang còn nằm cấp cứu tại Hà Nội, nhưng ấm áp tình họ hàng, làng xóm, bạn bè và đặc biệt là những tiếng cầu kinh niệm Phật. Cô bé tài năng và xinh xắn, ca nương Tú Thanh ra đi bất ngờ vì tai nạn giao thông giữa tuổi hoa, cha mẹ lại vì mưu sinh mà không thể cận kề, khiến nhiều người thương xót. Nhưng đồng thời cũng mỉm cười ơn em, một bông sen trắng dân đời. Và những giọt nước mắt thương yêu chứ không sầu thảm dành cho một linh hồn đẹp vừa lìa bỏ xác phàm mà hóa thành đám mây trắng bay về cõi Phật. Tình cờ, thời khắc lễ tang em, mọi người đã chứng kiến trời nổi nhiều mây trắng che bớt ánh mặt trời thiêu đốt ngày hè. Ca nương Tú Thanh, sống để cho đi. Theo nguyện vọng của gia đình, lễ tang của Tú Thanh không nhận phúng điếu, không nhận vòng hoa, không kèn trống, chỉ có tiếng niệm Phật. Đông đảo tăng, nghi ở các chùa trong và ngoài thành phố Hải Phòng đã về tụng kinh cầu siêu cho Diệu Ngọc, pháp danh của ca nương Tú Thanh khi em quy y Tam Bảo năm 2020 theo truyền thống gia đình. Cả nhà Tú Thanh đều là những Phật tử thuần thành. Thế nên, dù nổi tiếng từ nhỏ sau những cuộc thi trên truyền hình đình đám như Người Hùng Tí Hon, Biệt Tài Tí Hon, gương mặt thân quen, giữ kỷ lục nghệ sĩ hát nhạc dân tộc nhỏ tuổi nhất, cơ hội tham gia sâu vào showbiz rất lớn, nhưng ca nương Tú Thanh và gia đình lại chọn con đường dân tặng giọng hát ngọt ngào cho đời theo một cách hoàn toàn là cho đi phước báu như lời Phật dạy. Em hạn chế biểu diễn ở các sự kiện mang tính thương mại, chủ yếu tham gia biểu diễn nghệ thuật ở địa phương, nhất là các chương trình thiện nguyện và chương trình ở các chùa, hát nhạc Phật. Sư cô thích giới định chùa vẽ, thành phố Hải Phòng trong lời điếu văn viết cho ca nương Tú Thanh cho biết bất cứ chùa nào có Phật sự ở khắp cả ba miền, bất kể trời nắng hay mưa, Tú Thanh đều có mặt. Hồi nhỏ em từng ước mơ làm ca sĩ. 12 tuổi, Tú Thanh lại ước mơ làm công an để được hát phục vụ các chiến sĩ. Nhưng càng lớn đặng Tú Thanh càng thấy không phù hợp với giới giải trí nên chủ yếu dùng tiếng hát để phụng sự Phật Pháp trong các chương trình do nhà chùa tổ chức. Những năm gần đây, ca nương Tú Thanh dành các kỳ nghỉ hè để tham gia các khóa tu. Em mất khi vừa hoàn thành một khóa tu mùa hè. Trước ngày gặp tai nạn, em tâm sự với mẹ nuôi rằng hoàn thành nốt khóa tu này sẽ tập trung vào việc học, mong trở thành giáo viên dạy văn để được góp sức nuôi dưỡng những tâm hồn trẻ thơ, chứ không phải đời sống hào nhoáng của một ca sĩ nổi tiếng. Ngoài giỏi ca hát, Tú Thanh nhiều năm liền là học sinh giỏi. Bé gái ấy, trong 14 năm cuộc đời ngắn ngủi của mình đã chỉ nguyện ước cho đi, dâng tặng cho đời. Ngay từ khi còn nhỏ, ca nương Tú Thanh đã bộc lộ niềm đam mê ca hát. Khác với các bạn cùng trang lứa yêu thích hát những bài hát sôi động, thần tượng K-pop, V-pop, Tú Thanh chỉ say mê những làn điệu truyền thống của cha ông. Như thể cô bé ấy là người được chọn, một thiên sứ được gửi xuống thế gian này để nhắc nhở mọi người về cái đẹp từ những di sản quý giá của cha ông mình. Sư cô thích giới định cho biết có lần xem các bạn biểu diễn tiết mục cô đôi Thượng Ngàn, bé về tự học, sau vài ngày thuộc luôn bài hát. Thấy con có niềm yêu thích đặc biệt với những làn điệu truyền thống, bố mẹ cho Tú Thanh đi học ca trù và học nhảy từ khi em học lớp 2. Sau những CUO thi trên truyền hình, với những tiết mục biểu diễn cô đôi Thượng Ngàn, Thị Nở, Thị Mầu và những thể cách trong ca trù, ca nương Tú Thanh nổi danh là cô bé nhỏ tuổi có thể hát thuần thục các loại hình âm nhạc dân gian Việt Nam. Nếu tiếp tục dấn thân vào thế giới giải trí, hẳn Tú Thanh đã sớm thành công và nổi tiếng hơn nữa. Nhưng em đã chọn một hành trình tỉnh thức hơn, dâng tặng tiếng hát trời cho của mình để gieo yêu thương tới thế gian còn nhiều khổ hạnh. Ca nương Tú Thanh đã chọn cho đi chứ không phải là lấy vào như nhiều người lựa chọn. Hành trình của em đột ngột dừng lại, nhưng những tỉnh thức em phát nguyện mang tới cho nhân gian từ cuộc đời ngắn ngủi của em thì vẫn tiếp tục sống. Ca nương Tú Thanh trong ký ức người ở lại. Thái Thùy Linh nhớ mỗi lần Tú Thanh đi từ Hải Phòng đến Hà Nội học thanh nhạc. Mặt xanh rớt vì say xe nhưng vẫn chăm chú nghe giảng. Tú Thanh qua đời vì tai nạn giao thông hôm 1 tháng 7, ở tuổi 14. Bố mẹ đẻ đang ở nước ngoài, mẹ nuôi cùng ông bà lo hậu sự cho cô theo nghi thức Phật giáo. Sáng 2 tháng 7, nhiều người đứng chật kín đoạn đường dẫn đến nhà Tú Thanh ở Hải Phòng để đưa tiễn ca nương. Gia đình không nhận vòng hoa, tiền phúng điếu, đáp lễ các đoàn khách trong tiếng nhạc Phật do Tú Thanh hát. Thầy cô, bạn bè Tú Thanh khóc. Nhớ cô gái nhỏ bé chăm chỉ học tập, năng nổ tham gia các hoạt động ở trường. Tranh thủ đi hát ngoài giờ học, Tú Thanh vẫn giữ thành tích tốt, dự định thi trường chuyên khi vào cấp 3. Cô Trần Hương,
Giáo viên lớp Tú Thanh nghẹn ngào nói, ngày mai các bạn sẽ đến lớp học sau một tháng nghỉ hè con nhỉ. Con đang rất háo hức và hẹn các bạn thứ hai đi học gặp nhau nhé. Vậy mà, cô Hương cho biết với vai trò lớp trưởng, Tú Thanh là người kết nối cô và các bạn, cùng cô lên kế hoạch cho nhiều hoạt động lớp. Hai cô trò vẫn ấp ủ dự định tổ chức một chuyến du lịch. Quốc Thiên, huấn luyện viên của Tú Thanh tại Gương Mặt Thân Quen Nhí 2017, nhớ hình ảnh cô bé dễ thương, ngoan ngoãn, đam mê âm nhạc dân gian. Sau cuộc thi, anh từng về Hải Phòng diễn, được gia đình ca nương đón tiếp. Sau khi lễ viếng và lễ truy điệu kết thúc chiều ngày 2 tháng 7, thi hài Tú Thanh được đưa về Đài Hóa Thân Hoàng Vũ Ninh Hải, Hải Phòng. Nhiều người trong nghề, khán giả tiếc nuối ca nương trẻ tuổi, bộc phát năng khiếu từ khi còn nhỏ. Thái Thùy Linh, một trong những cô giáo của ca nương, nói, từ lúc nghe tin, tôi bồn chồn không yên, thỉnh thoảng lại cập nhật tin tức từ người quen. Biết gia đình lâu năm nhưng tôi vẫn chưa dám gọi điện chia buồn. Ca sĩ gặp Tú Thanh gần 10 năm trước, khi chấm thi một chương trình văn nghệ thiếu nhi ở Hải Phòng. Trong khi các thí sinh khác hát về mái trường, thầy cô, Tú Thanh chọn hát Chầu Văn, khiến giám khảo lập tức thích thú. Sau cuộc thi, bố mẹ đưa bé đến trung tâm nghệ thuật của Thái Thùy Linh học một thời gian. Trong ấn tượng của ca sĩ, Tú Thanh vóc người nhỏ bé, ít nói, chỉ tự tin khi biểu diễn. Gia đình Tú Thanh không quá khá giả, đường xá lại xa xôi nhưng bố mẹ vẫn tạo điều kiện cho con học nhạc. Nhiều hôm, con đi đường say xe, mặt xanh rớt. Con hiền lành, ít nói, cô hỏi câu gì thì trả lời câu đó. Nghe cô giảng, con chăm chú như nuốt từng lời, Thái Thùy Linh nhớ lại. Ca sĩ Phan Thanh Cường từng cùng Tú Thanh hát ở một số chương trình Phật giáo. Dù ít trò chuyện, anh yêu quý cô bé hiền lành, ngoan ngoãn. Trước mỗi lần biểu diễn, Tú Thanh đều cúi chào khán giả, xin phép được hát. Video player ES Loading dừng. Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long lần đầu gặp Tú Thanh khi cô chưa vào lớp 1. Lúc ấy, anh là giám khảo vòng sơ tuyển một cuộc thi tài năng ở Long Biên, Hà Nội. Sau một ngày mệt mỏi, căng thẳng với hàng trăm thí sinh, khi nhìn thấy bé, tôi phì cười, hứng khởi hẳn lên. Con nhỏ xíu, mặc áo nâu, váy đục, quấn khăn vấn hát sẩm, rất mộ nghĩnh, nhạc sĩ nói. Ngoài sẩm, Tú Thanh hát chèo, xoan, vọng cổ, quan họ. Ca nương chủ yếu tự học qua mạng, mỗi lần đi thi mới có thầy cô chỉ dạy. Từng xem các tiết mục thi của Tú Thanh, nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa nhận xét cô bé có tố chất với các dòng nhạc dân gian, đặc biệt là sẩm. Loại hình này yêu cầu người hát phải trình bày rõ lời. Tú Thanh hát khá sỏi dù tuổi còn nhỏ. Ngoài ra, cấu trúc một bài sẩm khá trúc trắc, phức tạp nhưng em cảm thụ khá tốt, là một tài năng hiếm có. Nghệ sĩ nhớ nhất lần Tú Thanh hóa thân nghệ nhân Hà Thị Cầu năm 7 tuổi, chương trình Gương Mặt Thân Quen. Cô vừa hát vừa thể hiện điệu nhai trầu, làm động tác kéo đàn nhị. Thí sinh nhấn nhá rõ ràng, truyền cảm điệu sẩm nói về ơn dưỡng dục, sinh thành của cha mẹ. Diễn thị màu ở sâu người hùng tí hon, Tú Thanh thể hiện điệu bộ lúng liếng, cử chỉ phóng khoáng. Với vai thị nở, biểu cảm hài hước của thí sinh khiến khán giả liên tục bật cười. Ca sĩ Thái Thùy Linh trân trọng Tú Thanh và gia đình ở tấm lòng hướng thiện. Sau giai đoạn gây chú ý qua nhiều cuộc thi tài năng năm 2016 đến 2017, Tú Thanh ít hát ở sự kiện thương mại, chủ yếu tham gia các chương trình thiện nguyện ở địa phương. Lần cuối cô trò gặp nhau là năm 2019, khi Tú Thanh tham gia dự án đồng hành trẻ tự kỷ ở Hải Phòng. Bẵng đi mấy năm dịch, cả hai chưa hội ngộ nhưng vẫn trò chuyện, dõi theo nhau qua mạng xã hội. Tú Thanh sinh năm 2009 ở Hải Phòng, đam mê ca hát từ khi còn học mẫu giáo. 5 tuổi, một lần Tú Thanh xem TV và thấy Thiện Nhân, quán quân giọng hát Việt Nhí 2014, hát cô đôi Thượng Ngàn, từ đó thích thú học theo. Năm 2016, cô bé được Hội Kỷ lục gia Việt Nam công nhận là nghệ sĩ hát nhạc dân tộc nhỏ tuổi nhất